Suy niệm lời Chúa Chủ nhật thứ năm bổ chay năm A. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến 45. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là con người ai lại không phải chết? Cho dù người giàu nhất hành tinh hiện nay như Elon Musk 52 tuổi mà đã có một khối tài sản 219 tỷ đô la nhưng rồi cũng phải chết, hay là bất cứ ai dù có quyền hành mấy đi chăng nữa rồi cũng phải ra đi. Hoặc có những người đã một thời làm mưa làm gió tàn ác như vua Nero, như Hitler, hay vua Minh Mạng từ Đức, Tần Thủy Hoàng, vân vân và vân vân. Bây giờ may ra còn chút tro bụi. Và cho dù khoa học văn minh và tột bậc của ngày nay đang cố sáng chế loại thuốc gọi là trường sinh thì cũng không thoát khỏi định luật của cái chết. Tin mừng của Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến 45 trình thuật lại cái chết như bao nhiêu người khác, nhưng lại chưa có ai như vậy. Nghĩa là người đã chết 40 ngày với mùi hôi thối rồi mà vẫn sống lại. Sao lại có chuyện như thế? Có chứ. Chuyện là Lazaro, người bạn thân với Chúa Giêsu, đã được Ngài cho sống lại sau khi đã chết 4 ngày rồi. Với sự sống lại của Lazaro là dịp Chúa tỏ quyền năng cho các tông đồ để củng cố thêm đức tin cho các ông trong thời điểm mà các ông sắp chịu cơn thử thách về lòng tin khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của thầy mình. Người bạn thân của Chúa là Lazaro đã chết ở làng Bethania, trong khi đó Chúa Giêsu còn ở quận Pere thuộc mảng đông sông Giô-đan. Bởi vậy, Martha và Maria sai người đến gặp Chúa Giêsu để báo cho người biết là Lazaro đang đau nặng. Lạy Thầy, người Thầy yêu liệt giường. Thế mà Chúa Giêsu không đến ngay lúc đó. Sự việc Chúa Giêsu nán lại thêm 2 ngày nữa là để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Với trường hợp bản thân của Chúa Giêsu đau nặng nên dẫn đến cái chết như thế mà Chúa Giêsu vẫn nói cho các môn đệ là bệnh này không đến nỗi chết, hay Lazaro bạn ta đang ngủ, dầu vậy ta đi đánh thức ông. Sao Chúa Giêsu lại nói thế trong khi Lazaro ốm nặng và đã chết? Đúng vậy, dưới con mắt loài người thì Lazaro đã chết thật, nhưng dưới con mắt của Thiên Chúa thì cái chết thiêng liêng đó mới là cái chết thật sự. Cái chết thiêng liêng là gì? Nếu không phải là sự cắt đứt mối tương quan đối với Thiên Chúa và đối với anh em đồng loại, nghĩa là sống mà không cần có Chúa, có ông trời nào cả, hay chẳng yêu thương bác ái với anh em đồng loại, thì dù họ có sống cũng như đã chết. Hiểu như thế thì có những người có thân hình đẹp đẽ, khỏe mạnh, giàu sang, quyền thế, tài giỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với Thiên Chúa họ sống mà như đã chết. Điều này cho ta thấy qua dụ ngôn đứa con hoang đàng. Sau khi người con thứ thu góp tiền mà ông bố chia cho rồi ra đi ăn chơi phung phí hết tả gia tài, nhưng nhờ sự hồi tâm mà anh trở về, người bố ra đón anh và đã thốt lên rằng: con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Còn đối với Lazaro ở đây là bạn thân của Chúa. Đương nhiên, Lazaro có một mối tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu. Nên chi dù Lazaro đã chết thật về thể lý, nhưng Chúa Giêsu vẫn nói bệnh này không đến nỗi chết, hay Lazaro đang ngủ là vậy đó. Thế thì mọi người chúng ta đối với Chúa ra sao? Chúng ta cũng là bạn thân với Chúa Giêsu cơ mà. Vì Chúa Giêsu đã từng nói: mẹ và anh em ta là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Vậy thì tất cả những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, đó là bạn thân với Chúa Giê-xu, cũng giống như La-gia-rô vậy. Nếu ta xác tín như thế thì cho dù chúng ta sống hay chết, chúng ta luôn thuộc về Chúa. Nên chi khi ta nhắm mắt lìa đời thì đó chỉ như là giấc ngủ, để sau giấc ngủ đó ta bước vào một thế giới hạnh phúc vĩnh cửu mà ta không tưởng nổi. Phép lạ mà Chúa Giê-xu cho La-gia-rô sống lại qua trình thuật của Thánh Gioan mà giáo hội cho ta nghe trong tuần lễ thứ năm mùa chay năm A này là một niềm vui phấn khởi và niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta, vì bất cứ ai sống trên trần gian này đều phải tiến đến sự chết, dù muốn hay không, đón nhận hay phản kháng. Riêng cho những người có niềm tin thì trong mọi hoàn cảnh, hạnh phúc hay đau thương của cuộc đời, ta được mời gọi tháp nhập vào con người và cuộc sống của Đức Kitô, nhất là qua cuộc khổ nạn, cái chết của Ngài, ta sẽ được trỗi dậy là một với Ngài. Chính vì thế, trước khi đó hai tuần lễ, Chúa Giê-xu muốn tỏ cho các tông đồ cũng như mọi người thấy quyền năng của Ngài qua việc Ngài cho La-gia-rô sống lại, để muốn nói lên rằng Thiên Chúa là đứng chiến thắng tự thân, là đứng cầm quyền sinh tử, và chỉ có Ngài mà thôi. Biết rằng sự sống lại của La-gia-rô thì khác với sự phục sinh của Đức Kitô, vì La-gia-rô được Chúa cho sống lại rồi sau đó ông chỉ sống một thời gian nữa rồi lại chết về thể xác. Nhưng khi ta được liên nghĩa thiết với Đức Kitô thì sự chết không thống trị được chúng ta nữa, vì Đức Kitô đã chiến thắng khải hoàn. Bởi vậy Chúa Giê-xu mới nói với Ma-ta và Ma-ri-a là, và Ngài cũng muốn nói với mọi người chúng ta, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Chúng ta hãy thưa như Ma-ta, thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Lời Chúa chắc chắn là như vậy. Nhưng vấn đề của mỗi người chúng ta có đủ một đức tin vững mạnh để ta tuyên xưng như chị em Martha và Maria, thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Biết rằng Martha và Maria lúc đó vẫn nghĩ nếu sự có mặt của Chúa Giê-xu trên phương diện thể xác là có mặt khi La-gia-rô ốm nặng thì em của họ không chết. Nhưng đối với Đức Giê-xu, dù không có mặt về phương diện con người lúc đó hay như ngày hôm nay, nhưng Ngài là Thiên Chúa quyền năng ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự. Vậy thì ngày hôm nay không ai thấy Chúa Giê-xu bằng con mắt xác thịt nữa. Như vậy không có nghĩa là Chúa Giê-xu không hiện diện với chúng ta. Không, không phải thế, mà Chúa luôn có mặt trong mọi biến cố cuộc đời của chúng ta. Để bất cứ nơi đâu, khi tôi cầu nguyện hay xin những gì cần thiết ích lợi cho phần rỗi của tôi, hay kể cả ích lợi thể xác mà Chúa thấy nó sẽ giúp ích cho linh hồn của chúng ta, thì Ngài không bao giờ từ chối lời van xin của chúng ta. Vấn đề của chúng ta là có tin tưởng một cách tuyệt đối vào quyền năng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa hay không. Xin Chúa cho chúng con có đời sống tâm linh mà thân mật với Chúa, cũng như có một sự tương quan với mọi người bằng tình yêu chân thành. Xin cho chúng con cùng chia sẻ mọi đau khổ với Ngài. Có như thế chúng con mới có được niềm hy vọng được phục sinh vinh quang với Đức Kitô. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho quý ông bà anh chị em, và xin chúc mọi người sống tinh thần mùa chay sốt sắng,
nhất là trong tuần thánh sắp tới, để ta cử hành việc Chúa chịu chết và sống lại thật ý nghĩa. Amen.